Nguyên tắc 7 không khi nhắn tin với gái tôi biết anh em có rất nhiều những cách khác nhau để nhắn tin với gái, nhưng tin tôi đi, nguyên tắc 7 không này đơn giản là thứ mà chúng ta không được quên. Câu chuyện nhắn tin với gái nó quen thuộc quá rồi nên tôi cũng chẳng dài dòng văn tự làm gì cho mệt đầu anh em, anh em chỉ cần lưu ý một điều. Mục đích sau cùng khi nhắn tin vẫn là một cuộc hẹn chỉ dành cho hai người, được rồi quay lại vấn đề chính, không được quên nguyên tắc một ba anh em nhớ lại nguyên tắc này chưa? Căn bản là khi cô ấy nhắn một câu, anh em chỉ được trả lời bằng tối đa ba câu trước khi cô ấy tiếp tục trò chuyện. Việc này giúp anh em được khá nhiều, vừa giữ cuộc trò chuyện ở mức cân bằng. Không bị lụy gái, vừa giúp đảm bảo nội dung trao đổi không đi quá xa, cũng giữ được sự hứng thú cho cô ấy. Anh em nào nghe nguyên tắc một ba mà thấy lùng bùng lỗ tai thì tôi để đường dẫn bên dưới. Đọc lại đi đấy, không được dùng tin cốt nói nhiều lắm rồi nhưng vẫn phải nhắc lại vụ này. Mấy cái thuật ngữ đi ngược lại nguyên tắc chính tả ấy sẽ phá nát hình tượng nam tính mà anh em cố gắng xây dựng tôi còn có cảm giác là nó tuyệt chủng từ lâu. Đến khi thấy một anh thanh niên đã hơn 30 tuổi mà vẫn dùng loại ngôn ngữ ấy để nhắn tin với gái, bỏ, dẹp, chôn gấp. Không được nói về bản thân quá nhiều chúng ta luôn muốn tránh những cuộc nhắn tin với gái theo kiểu một chiều. Khi mà có nhiều chiến hữu cứ thích kể lể về thành tựu bản thân và tưởng rằng như vậy là hay ho lắm, hay ho con khỉ, cô ấy cũng cần có nhu cầu thể hiện những giá trị của mình anh em lại đang bằng mọi cách để ngăn nàng làm chuyện đó, không được thích lúc nào, nhắn lúc đó, vì điều đó sẽ đi ngược lại hoàn toàn mấy thứ mà chúng ta đang nhắm tới. Cho cô ấy cảm giác mình đang ở vị thế độc tôn hơn so với chúng ta, điều này sẽ tạo ra nhiều hệ lụy, cho các nàng thói quen được cưng chiều nhiều hơn là một mối quan hệ sòng phẳng trong tình cảm. Nhớ kỹ tình yêu là mối quan hệ win-win nha anh em, không được nhắn tin với hai, ba cô gái cùng một lúc và nếu như anh em muốn dùng phương tiện tin nhắn để dò xét tình cảm của nhiều cô gái. Hãy cho họ những khung giờ khác nhau, thiếu sự tập trung khi nhắn tin với gái sẽ khiến anh em rất khó xác định chính xác thái độ mà một cô nàng muốn dành cho mình, thành ra thôi, tập trung chuyên môn. Đừng phân tán tài nguyên, nhiều quá mà hối hận. Không hỏi nhạt tất nhiên ngoài câu hỏi thần hỏi thánh em ăn cơm chưa thì mấy câu nói có lượng muối thấp lè tè tương tự anh em cũng nên tránh xa hàng chục cây số. Thật ra khái niệm thế nào là câu hỏi nhạt nó không quá rõ ràng đâu, anh em cứ đo lường phản ứng của nàng và điều chỉnh cho hợp là được, không tỏ tình bằng tin nhắn đây là điều chắc chắn. Suy cho cùng việc nhắn tin với gái có tiện lợi đơn giản mượt mà đến đâu thì cái kết sau cùng vẫn phải là một lời tỏ tình trực tiếp tin tôi đi, không mất thêm nhiều công sức. Như thứ mà anh em có được sẽ là một lần tỏ tình với tỷ lệ thành công cao hơn nhiều, lấy điện thoại ra chiến.